Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì em Khánh và em Dũng, hai anh em chúng em đang quay trở lại với xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để đến với gia đình của nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân để cập nhật những cái thông tin rất là mới, đặc biệt đó là cái ngày hôm nay là cái ngày mà gia đình nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân sẽ nhận thi hài từ sân bay Nội Bài về quê hương để làm theo cái nghi lễ mai táng theo phong tục của địa phương ở đây. Theo như thông tin mà gia đình đã gọi điện cho Khánh ấy, thì đúng khoảng tầm 12 giờ trưa ngày hôm nay thì thi hài sẽ về đến gia đình. Và ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đã ra gần đến nơi rồi để mong muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất cho toàn thể quý vị, đặc biệt đó là những mạnh thường quân, là những người mà đã trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi cái thông tin của gia đình nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân từ cái kênh YouTube của Khánh. Và quý mạnh thường quân cũng như là toàn thể quý vị, chúng ta cũng mong muốn biết được là cái việc tổ chức mai táng cho nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân như thế nào. Kính thưa quý vị, trước ống kính của chúng ta chính là cái con đường đi vào nhà của gia đình nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân. Và như chúng ta nhìn thấy đấy, đã từ rất sớm đã rất là nhiều bà con, anh em, làng xóm đã tập trung về đây rất là đông rồi. Và khi mà chúng tôi đến đây thì xin thưa với quý vị một điều là được các chú công an là kèm chúng tôi đi chặt chẽ, cho nên là rất là khó để ghi hình được. Và sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được để cung cấp cho quý vị để chúng ta nắm được những cái thông tin về gia đình của nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân khi mà nhận thi hài của em ở bên Anh về để làm. Ông kính của chúng tôi đây chính là một người hàng xóm, gì cũng rất là thương cái hoàn cảnh của gia đình nạn nhân Nguyễn Thỏ Tuân. Và ngày hôm nay thì khi mà biết thi hài của em được chuyển về với gia đình, với quê hương để làm cái lễ an táng cho em đấy, thì rất là đông đảo bà con hàng xóm đã đến đây để chia buồn cùng với gia đình. Và dì ơi, dì có cái cảm nhận như thế nào về nói về cái gia đình này? Là bố là mất khi chú này đang còn, chú Tuân này đang còn mới có 14 tuổi thôi, 14 tháng. 14 tháng tuổi. Mới 14 tháng tuổi. Cho nên là chú phải, mẹ con 8 người con, rất là vất vả. Cho nên là chú phải bươn chải để tìm kiếm, đi tìm ăn. Chú rất thì hiền lành, đạo đức. Rồi là cho nên là giờ chú là có hai con, một đứa là 3 tuổi, còn một đứa là mới có mang 7 tháng. Cho nên là giữ hai, một mẹ già với lại hai đứa con trẻ, với lại một thằng anh, người anh của chú nữa là bị tàn tật nữa. Cho nên là gia đình rất là khó khăn. Bị bệnh tật chứ, bệnh. Bị bệnh kinh niên á, bệnh tật không làm được việc gì hết. Cho nên là gia đình rất là hoàn cảnh khó khăn. Cho nên là cả làng, cả xóm ai cũng là để thương tiếc. Và nói chung là rất là nghèo. Giờ hiện giờ cái nhà cũng chưa có mà ở đâu. Cho nên là xin tài trợ là giúp đỡ gia đình nhiều. Gia đình rất là khó khăn cho nên là con xin gia đình vừa tài trợ. Gì là người thân hay là hàng xóm của gia đình? Con là hàng xóm của gia đình, con ở xóm bên cạnh bên chứ không phải là người trong xóm đâu. Cho mà con đi lại con thấy rất là khó khăn. Nhưng hoàn cảnh gia đình như khó khăn thôi. Vợ thì bầu, con đi đứng nhỏ mới được 3 tuổi. Mẹ đi già rồi, khổ lắm, vậy công lĩnh nợ để mà ra đi mà kiếm nợ cũng lên lơi đấy để mà kiếm thu nhập gia đình. Bây giờ may thì giờ như coi là tai nạn như vậy đi, như nhờ chủ thì như coi là giúp đời cho gia đình một tỷ để có cái cuộc sống hơn ngay. Gì là hàng xóm hay là người thân của? Vâng, người cùng anh em gần. Vâng, anh em của Tuấn đấy. Coi là nhờ chủ như coi là hỗ trợ cho gia đình vậy để vượt qua cái khó khăn. Chứ khổ lắm chủ ạ. Vâng, gia đình đi là tồi rồi, giờ ra đi để kiếm đồng tiền thu nhập mà không may thì bị như vậy. Giờ nhìn hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ nhờ chủ giúp đỡ đi là để cho mẹ con nó như coi là có cái cuộc sống hơn ngay. Ra đi thì nợ chồng chất, vay hết chỗ này chỗ kia,
để mà đi đấy. Ở trong gia đình cũng có vì hoàn cảnh ấy. Để mà bày công linh nơi để mà đi đi chơi như coi là tồi quá. Thôi cũng lại cảm ơn chủ nhá. Vâng. Từ là gia đình này là đúng là anh thì mất lúc cháu Tuấn mới được 4 tháng tuổi. Còn bây giờ là mẹ nuôi 7 người con ra cửa nhà thì người anh trai đầu nhà cũng chưa có. Người anh trai thứ hai thì bị bệnh téo nào, hiện giờ đang uống thuốc. Còn cả chị gái thì ly chồng ở xã. Thì còn mẹ già thì nuôi một đoàn con thì có một anh kể của Tuấn là bị là anh Thuần đó đúng không? À là anh Nguyễn Thọ Thuần là đi cùng đi Malai về nhưng mà bị bệnh cắt ruột mấy lần. Thì giờ là rất chi là khó khăn mà mới Tuấn là cùng vay mượn để là đi ra là tưởng là đi ra để là kiếm tiền về xây cái nhà cái cửa cho đỡ dột nặng ý. Nhưng mà không may thì lý là Tuấn đi thì Tuấn không trở lại. Thì bây giờ là một mẹ già với một vợ là một con dài 3 tuổi với một con mang bầu 7 tháng. Thì xin tôi xin làm sao mà anh em cũng như là làng xóm rồi là cộng đồng trong nước ngoài nước giúp đỡ thương tâm để giúp đỡ gia đình cho thêm cái với đi cái nỗi buồn để vượt qua mọi cái khó khăn gian khổ. Thì giúp đỡ gia đình để lấy lại cái tinh thần, đường nào thì Toán đi cũng về nữa rồi. Nhưng mà để cho mẹ già thì là con dài đi, nhà thì dột nát. Là trước đây mới cách đây mấy vài ba tháng là về mùa mưa là mưa lúc nào là dột cứ thấu vì chầu là cứ hỏng cùng nhà cùng cửa. Bởi vì dột nát là nằm thì mưa chảy trên mặt. Thì bản thân tôi là người ở trung làng thì tôi thấy là hoàn cảnh của gia đình là rất khó khăn. Mà lý hiền lành thì có lẽ ám cả người hiền lành mà thật thà hiền lành mà bản thân của Tuấn thì hiền có lẽ ám khén không có ai chê trách việc gì cả. Thì giờ là xin cộng đồng là vì anh em trong nước ngoài nước giúp đỡ những nhà hào tâm để giúp đỡ chậu gia đình chậu để cho vượt qua mọi khó khăn thì để là lấy lại cái tinh thần để tương lai phải trực đi cho đỡ đần. Vâng.
rồi cái đạn nó ra đạn người đạn đây đừng quay đây là tên chuyển rồi quay rồi đừng quay xa rồi đấy.